Ông Nguyễn Khắc Viện, ông đã sử dụng cái sản phẩm dịch vụ sơn của MyColor của đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green phân phối, và hôm nay thì chúng tôi rất là vui mừng công trình nhà đã được sơn xong và có thể tâm sự và hỏi ông một vài cái câu hỏi để ông sẽ trả lời cho tất cả các quý khán giả chúng ta sẽ biết đến tầm sản phẩm sơn MyColor. Thì con xin phép hỏi ông một câu hỏi là vì sao ông lựa chọn cái sản phẩm sơn MyColor và ông biết đến sơn MyColor là ở đâu ạ? Ông có thể trả lời cho con xem. Đến nay tôi đã 82 tuổi rồi, muốn xây dựng một cái ngôi nhà vững chãi để rồi thì là truyền lại cho các cái đời sau, là cái nơi thờ gia tiên. Thế và trong khi xây dựng cái ngôi nhà thì tôi thấy cái sơn của MyColor là nó rất là thích hợp, nó làm đẹp cho cái ngôi nhà. Tuy tuổi thì già nhưng mà cái sơn thì cho có khi nó trẻ mãi, nó đẹp mãi. Cho nên tôi chọn cái sơn của MyColor để sơn cái ngôi nhà của tôi. Vâng, thế cảm ơn ông, nhất là cái thương hiệu sơn MyColor đã được đánh giá trên thị trường và ông rất là tin tưởng hãng sơn. Thì con hỏi thêm một chút là trong quá trình anh em thợ bậc tay nghề 77 sơn ngôi nhà mình, từ cái ông đánh giá về cái kỹ năng tay nghề của anh em trong công ty thế nào? Về cái kỹ năng tay nghề của các anh em thợ sơn trong công ty thì tôi thấy là anh em làm rất cẩn thận, chịu khó miệt mài. Tuy nhiên thì là ở xa về đến đây nhưng mà làm suốt, từ tức là ăn xong là trưa là làm luôn, làm mãi miết cho đến có nghĩa là 7:30-8 giờ mới bắt đầu ở cái nơi công trình để ra về. Nhưng việc làm của anh em thì rất là cẩn thận, không rương vãi sơn ra cửa, tuy rằng được cửa gỗ lim đã làm trước và nền nhà đã được tức là ốp lát, nhưng mà làm đến đâu gọn gàng sạch đẹp. Mọi việc tức là vữa chủ và thợ bao giờ cũng vui vẻ hòa nhã. Con cảm ơn cô. Con hỏi câu hỏi là nếu mà những khán giả hoặc những gia đình đang chuẩn bị xây nhà thì ông khuyên họ nên sử dụng cái dòng sơn MyColor này không ạ? Tôi thấy rằng thì là cái dòng sơn MyColor này tạo cho cái ngôi nhà nó đẹp lên mà nó sáng sủa. Trước mắt thì tôi khuyên mọi người, tức là nếu đang làm và đang chuẩn bị thì nên chọn cái sơn MyColor này để sơn cho ngôi nhà mình nó được trong sáng và đẹp đẽ, với tức là với quá khứ thời gian. Con cảm ơn ông, tất cả các quý khán giả đã theo dõi cái cuộc phỏng vấn nhanh về tâm sự của ông Nguyễn ở Quảng Yên. Thì ông trên 80 tuổi rồi và ông rất là tin tưởng dịch vụ của sơn MyColor. Thì thay mặt cho cán bộ, anh em các kỹ thuật viên trong công ty, kính chúc ông và đại gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Cảm ơn tất cả các quý khán giả luôn đồng hành với nhà đẹp Green. Con chân thành cảm ơn ông. Vâng, xin chào tất cả các bạn xem kênh YouTube Phạm Văn Tuân. Thì hôm nay đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green chia sẻ với anh chị một cái mẫu nhà vườn xây ở vùng quê dành cho ông bà lớn tuổi. Thì ở đây thì công trình chỗ nhà ông Nguyễn ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, xã Minh Thành, Quảng Yên, Quảng Ninh các bạn nhé. Thì công trình này vừa mới hoàn thiện xong phần sơn với cái mái ngói đỏ truyền thống này, cùng với bậc 5 bậc để chúng ta bước vào không gian thềm, và tất cả các trụ cột đều trang trí rất là khỏe khoắn với không gian nhà này. Thì ông bà cũng rất là mong muốn có một căn nhà khang trang để hưởng cái tuổi già. Thì hôm nay trên kênh YouTube Phạm Văn Tuân chia sẻ tất cả các quý cô bác anh chị toàn bộ cái công trình này. Thì ở đây thì tại cái vị trí này là vị trí nhìn đẹp nhất của công trình, ở phía đằng hồi bên này và phía bên kia theo đầu ngón tay Tuân chỉ là khu vực bếp thì tách riêng, vì không gian nhà rộng thì bếp sẽ tách riêng. Thì gồm có hai phòng ngủ và khu vực phòng khách kết hợp với phòng thờ các anh chị nhé. Bây giờ mời anh chị chúng ta sẽ cùng tôi tiến gần vào bên trong nhà để xem các họa tiết hoa văn, và chúng ta sẽ chia sẻ với anh chị một cái bí mật, chúng ta sử dụng cái sơn gì để mà đẹp nhất. Thì phía trước không gian nhà thì chúng ta chú ý là có hai cái trụ cột, và hai bên cái phần sảnh hiên thì có đèn hắt sáng để chiếu xuống khi mà đêm buông xuống, các anh chị chú ý nhé. Còn phía đằng hồi, ở phía đằng hồi này thì có đắp cái hoa văn họa tiết rất là đẹp. Và phía mặt tiền phía trước thì các anh chị quan sát là cái phần hồi phụ thì đắp cái bông hoa hồng ở phía đằng hồi của phòng ngủ này. Thì hai phòng ngủ đều là phòng ngủ master, có phòng tắm là vệ sinh khép kín dành cho ông bà ở quê, thì ông một giường, bà một giường, mỗi người một phòng. Đấy, tại vị trí này thì chúng ta sẽ nhìn tại vị trí trung tâm mặt phía trước của ngôi nhà.
Đó. Bên này thì là khu vực bếp này. Tôi sẽ di chuyển ngang một lượt để cho các anh chị sẽ ngắm nhìn toàn cảnh không gian nhà phía ngoài. Thì hiện tại thì công trình đã hoàn thiện xong quá trình sơn. Đây, các anh chị nhìn. Đó, đây là cái quá trình sơn này. Tiếp theo thì ở phía đằng này thì chúng tôi có một cái thiết kế cái không gian để tách giữa nhà với khu bếp và phòng tắm và vệ sinh của hai nhà để chung cái tách nước góc theo đầu ngón tay chỉ. Bây giờ thì tôi sẽ di chuyển vào bên trong thì các anh chị có thể quan sát góc nhìn của ngôi nhà một cách tốt nhất. Thì kích thước của cái không gian nhà là mặt tiền là 11m, chiều sâu nhà là 9m. Thì với không gian nhà ở vùng quê thì chúng ta như thế này, các anh chị nhìn nó sẽ là rất là hợp lý này. Giờ tôi sẽ đi vào gần bên trong để các anh chị quan sát chi tiết cột và các cái họa tiết hoa văn trang trí của ngôi nhà. Thì các anh chị có thể nhìn cái chi tiết cột ở đây. Đó. Tôi sẽ tiến gần. Đấy, chi tiết cột của gia đình. Thì với cái, chúng ta sẽ bước 5 bậc. 5 bậc này thì chiều cao bậc dành thiết kế cho tuổi già thì cao có 12 cm đấy các anh chị nhé. À, đúng 12 cm, bước thì nó rất là nhẹ nhàng. Và bản rộng bậc là 35, rộng và thoáng. Chúng ta sẽ đi vào cái không gian nhà nó tốt nhất. Thì ở đây các anh chị nhìn cửa gỗ lim Nam Phi. Bản dày chính gốc của nó là 5 cm, nhưng mà trong quá trình thi công xong ấy, thì nó chỉ còn 4,8 cm thôi. Và trên thì là cái ô cửa chớp này đó. Và cái phần hệ trần thì bố trí ra cái cục hiên từ cửa nhà chính ra khu hiên đây là 1,5 m. Chúng ta trong lòng này trừ cái phần bậc đi thì chúng ta còn, các anh chị chú ý là từ cái phần sảnh hiên nhà sang đây là 2 m. Thì chúng ta trừ cái phần trụ của trụ cổng, cái trụ của cột nhà ấy, thì chúng ta sẽ còn lại để lối đi thoải mái. Các anh chị chú ý như vậy. Thì đây là cái phần chi tiết bên trong. Thì Lâm phụ trách cái phần kỹ thuật tại công trình và nay cũng kiểm tra xong đó để bàn giao nghiệm thu. Thì em có thể chia sẻ cho tất cả các anh chị xem là trong quá trình mình kiểm tra thì anh em kỹ thuật bên công ty nhà mình làm có phần gì sai sót không? Báo cáo anh là trong quá trình thi công thì anh em rất làm rất tỉ mỉ, chi tiết nên khi hoàn thiện công trình và bàn giao chủ nhà là không có cái lỗi nào, dù là một lỗi nhỏ cũng không có lỗi. Được hoàn thiện của anh gần như vậy là 99,9%. Thì cái đấy là cái mà Lâm thì phụ trách mảng sơn của công ty, cho nên là các anh chị sẽ được Lâm tư vấn và làm cái phần sơn, nhất là những bạn nào ở xã Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, sắp tới Quảng Yên lên thành phố thì chúng ta có thể liên hệ ngay với đơn vị công ty theo số điện thoại hotline chúng tôi mô tả. Và đây là cái không gian của phòng khách, thì các anh chị chú ý là phòng khách đây có hai ô cửa sổ rất là lớn để lấy ánh sáng toàn vào trong nhà. Và các anh chị nhìn phía trên, ở đây thì chúng ta nhìn đây là cái phần hệ trần, thì gia đình bố trí quạt và các cái ánh sáng đèn trần âm ở bên trong, không phải là trần thạch cao anh chị nhé, vẫn là trần bê tông. Thì cái chiều cao từ nền lên đến trần là 4,1 m, cao rất là thoáng. Và khu vực ngăn đây là khu vực chỗ Lâm đang đứng là khu vực phòng khách để chúng ta sẽ ngồi với ghế này tiếp khách. Còn cái khu vực bên này thì chúng ta sẽ dùng để thờ cúng. Với khu vực thờ thì cái bàn thờ của các cụ thì chúng ta chú ý là bao giờ cũng có cái khu vực thờ cúng này, có cái sập để chúng ta sau này chúng ta tổ chức cái dỗ chạp thì chúng ta bày các cái mâm cúng, các cái đồ lên trên cái bộ sập đó để các anh chị chú ý. Sau đó phần phía dưới này chúng ta sẽ giải chiếu để chúng ta sẽ làm lễ thắp hương gia tiên. Thì với mỗi một cái không gian nhà thờ họ hay là phòng thờ thì bao giờ cũng có những cái câu đối và những bức bình phong, những cái phần phía trên ấy, thông thường là cái câu ba cái chữ trên là Đức Lưu Quang, còn hai cái vế đối hai bên, một là cái vế thứ nhất là tổ tiên công đức thiên liên thịnh, cái vế thứ hai là con cháu thảo hiền vạn đại vinh. Thì hai cái vế này đều mong muốn là thế hệ con cháu thì chúng ta sẽ mừng thọ ông bà thì luôn luôn nhớ đến cái công ơn của tổ tiên của chúng ta để có cái ngày hôm nay. Thì đây là những cái bức tranh mừng thọ của con cháu dành cho ông bà. Và con cháu thì thành danh thì nhớ đến các cái công ơn của thế hệ cái phần đi trước. Thì chúng ta sẽ nhìn toàn cảnh không gian của phòng thờ. Ở đây thì có một số lưu ý tất cả các anh chị là cái phần thi công giữa mép đá và mép sơn ấy. Lâm có thể chia sẻ cho các anh chị là cái phần mép đá với sơn làm thế nào để cái mép sơn của mình nó không bị lẫn xuống cái đá.
Em có thể chia sẻ cho các bạn cái phần thi công thì tôi có thể phải dán nước băng dính vào lớp mép gạch này, dán một lớp băng dính không? Dán nước băng dính và dán làm sao thợ thi công dán làm sao cho nó được tuyệt đối hơn và bằng đúng theo mép gạch. Nghĩa là trong quá trình dán là chúng rất là cẩn thận không? Dán rất cẩn thận. Tất cả người thợ phải dán rất cẩn thận. Khi dán xong và thi công sơn xong ta bột băng dính ra, nó sẽ được cái đường thẳng và chi tiết. Sắc nét. Cái này vẫn phải phụ thuộc vào tay nghề nhé, cái anh chị dán băng dính thôi, không phải là chúng ta cứ thế dán thì là được, chúng ta dán phải thẳng đường nét. Thì ở đây là cái lối đi xuống hai cái phòng ngủ này, các anh chị này, đây là phòng ngủ của bà này, còn bên đây là phòng ngủ của ông này, và giữa hai cái lối này thì chúng ta sẽ có cái phòng ngủ ông này, cái hai lối này chúng ta sẽ đi xuống không gian bếp của gia đình, cũng bằng cái chìa khóa đây. Thì nhà bây giờ chúng ta phải có hai cửa, cửa trước và cửa sau để chúng ta thoát ra phía ngoài. Đây thì chúng ta sẽ có cái không gian bếp của ông bà phía ngoài. Đấy, không gian bếp nấu và sau này chỗ này bắn mái tôn. Chúng ta đi từ đây ra không gian bếp và phía ngoài chúng ta sẽ không bị mưa nắng. Các chị chú ý nhé. Thì đây là trong cái thiết kế mấy công trình như này thì nó cũng rất là đơn giản. Nó không có gì là phức tạp về cái phần kỹ thuật và trong quá trình thi công xây dựng. Thì với cái căn nhà vườn ở vùng quê này thì các anh chị có thể chú ý là như vậy. Chúng ta vừa đi chuyển xong khám phá hai không gian. Thì đây thì có một cái bật mí cho anh chị để chúng ta sẽ sử dụng cái dòng sản phẩm sơn gì và hãng sơn như thế nào để tạo sự uy tín trong mấy cái quá trình sử dụng công trình. Thì tôi cũng chia sẻ cho các anh chị cái phần sơn ngay bây giờ. Thì có rất nhiều các bạn cũng thắc mắc đang hỏi là cái công trình nhà này thì sử dụng cái sơn gì và cái điều gì nó giúp cho cái vẻ đẹp công trình. Thì bạn Lâm có thể chia sẻ cho tất cả các anh chị xem nào. Đây. Công trình này thì là được sử dụng dòng sơn Michaeler Bassan. Sơn Michaeler Bassan. Vâng, sơn Michaeler Bassan này có nhiều tính năng khác biệt với so với tất cả dòng sơn khác. Khác biệt ở điểm gì? Khác biệt ở điểm là thành phần cấu tạo của dòng sơn Michaeler Bassan là cốc nhựa polymer hỗn hợp từ 50 đến 61%. Dòng sơn này thì đặc biệt về tính năng bảo vệ môi trường thì là đã được chứng nhận về chứng chỉ xanh, xanh về sạch về. Và tiếp theo nữa dòng sơn là được chùi lau chùi rửa tốt này và được bảo vệ 5 năm chống bám dính chống bám bẩn này, độ bám dính cao này, chống lấm mốc và màng sơn mịn và bóng. Yeah, ok. Ở những cái phần kỹ thuật mà chúng ta sơn những cái đường chỉ trắng này với đường chỉ xanh nõn chuối ở đây thì chúng ta chú ý là cái phần này cũng phải làm rất là cẩn thận tỉ mỉ. Thì cái phần này đã được chủ nhà đã chia sẻ cho tất cả anh chị ở cái đoạn đầu video rồi. Thì tôi không nhắc lại cái phần đấy nữa. Thì chúng tôi làm rất là cẩn thận từ các cái vị mép cửa. Lâm thì mở cái cửa ra cho các bạn xem là cái phần sơn, cái mép cửa là chúng ta sẽ làm rất là chắc chắn. Và sẽ đẹp ở tất cả các công đoạn. Đây, các anh chị nhìn cái phần mép đây. Công trình này là được lắp cửa là trước khi thi công. Đúng rồi. Nhưng trong quá trình thi công là tất cả anh em thợ đã rất tỉ mỉ về chi tiết, làm rất cẩn thận. Không bắn tí sơn vào không rồi. Không để bắn dây bẩn vào cửa. Nếu như ta dây bẩn vào cái cửa này thì khi ta vệ sinh lại cửa thì hỏng hết lớp sơn cửa. Là sẽ không đem được lại vẻ đẹp hoàn mỹ được cho công trình. Trong quá trình thi công xong thì là được sự đánh giá của chủ nhà đánh giá rất cao về đội ngũ tay nghề thợ thi công của công ty. Rồi, cảm ơn các bạn đã chia sẻ một phần của quá trình thi công. Chỗ Lâm phụ trách tổng thể. Bây giờ tôi sẽ di chuyển ra phía ngoài một chút để cho các bạn sẽ hình dung được toàn cảnh không gian nhà tại cái vị trí đẹp nhất để chúng ta có cái góc nhìn tốt nhất về quá trình thi công xây dựng. Và đặc biệt những bạn nào ở Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh cần tư vấn sơn thì liên hệ ngay với chúng tôi theo số hotline 0386 325 566 thì chúng tôi sẵn sàng phục vụ tất cả các quý cô bác anh chị trong toàn quốc. Thì cũng cảm ơn các anh chị đã theo dõi đến cuối đoạn video này. Chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Hôm qua video này cũng chân thành cảm ơn gia đình ông Miện và chúc ông và đại gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và đại gia đình chúng ta càng ngày càng phát đạt. Thì mong ước của ông bà đã có một cái căn nhà mơ ước. Cảm ơn tất cả các bạn. Các bạn liên hệ đặt thiết kế nhà thì gọi số hotline 0386 325 566 và tư vấn sơn thì chúng tôi sẵn sàng phục vụ tất cả các anh chị nhé. Rồi, hẹn gặp lại các anh chị video tiếp theo.